Rồi, anh em có hỏi là cá con khi nào thì mình cho ăn Artemia được. Thì đây mình sẽ làm clip chia sẻ với anh em về cái thức ăn ha, cho cá beta con, cá bột nè, nó ăn. Hay là cái thời gian mà mình cho cá ăn nè. Thì khi con cá nó ép có trứng á, thì sau 3 ngày thì con cá nó sẽ nở ha. Và lúc mới nở thì con cá nó sẽ bơi đứng ha. Con cá nó đứng theo cái chiều dọc như thế này. Và bắt đầu tới ngày thứ tư á, ngày thứ tư thì con cá nó sẽ bắt đầu bơi ngang, giống như trong cái hồ này mình có một số con nè, nó bơi ngang nè, ha. Đó. Thì cái hồ này nè anh em, là do mình bắt cá trống ra, hay mình bắt ra mà vô tình là cá nó đang ngậm con trong miệng á, cái vô tình nó thả ra ha, là có khoảng chục con trong cái hồ này nè. Đó. Rồi sẵn đây mình thấy nó rõ rồi mình quay mình chia sẻ với anh em luôn, chứ không phải là con cá này mình bắt ra đâu ha, cá nhỏ thì mình không có nên bắt tới bắt lui di chuyển nó ha. Rồi về cái thời gian cho ăn á, thì khi mà con cá nó nở nó bắt đầu bơi ngang được á, là mình sẽ tiến hành mình cho ăn. Thì cái thức ăn á, mình có thể cho là trùng cỏ nè, bo bo non nè, hoặc là Artemia nè. Thì trùng cỏ thì ở đây mình ít dùng lắm, đa số mình sử dụng cái trùng cỏ tự nhiên. Khi mà mình ép cá đó là mình bỏ lá chuối nè với lại gông bèo rồi đó, thì nó sẽ tạo cái nguồn trùng cỏ tự nhiên ha. Còn cái thứ hai là cái này mình chủ động được nè, là cái bo bo non nè ha. Đây trong clip nè anh em thấy nè, đây mình chiếu đèn ha, mình chiếu đèn thì cái bo bo nó tập trung lại nè. Ở trong cái hồ này nó 2-3 loại bo bo ở đây nè. Thì bo bo là cái từ mình gọi chung thôi ha, nó là trứng nước nói chung đó. Thì nó có nhiều loại lắm ha. Có Mona rồi Dappia rồi tùm lum hết chứ ha. Chứ không phải là chỉ có một loại đâu. Trong đây anh em mình thấy là có con thì nó tròn tròn nè ha, nè có con thì nó dài dài nó nhỏ nhé, ví dụ như con này con tròn tròn nè. Đó, một số con thì nó dài dài nó cái cách di chuyển của nó khác nè, thấy không? Ừ. Nó cũng nhiều loại ha. Đây nè, cá con nó đang tìm thức ăn dưới này nè. Đây. Đó. Thì con cá này là nó bơi ngang được 2 ngày nè, này là cá hoang dã nha. Thì kích thước nó cỡ này nè, anh em mình so sánh với lại cái kích thước của bo bo non á, anh em mình thấy. Thì lúc này là nó bắt đầu ăn được ha. Cái ngày thứ nhất nó mới nở á, thì nó sẽ bơi ngang ở trên mặt nước là chủ yếu. Bắt đầu tới ngày thứ hai thì nó chủ động nó bơi xuống tầng đáy để nó tìm thức ăn này, hoặc là nó di chuyển xung quanh hồ để nó kiếm ăn đó. Cho nên là ngày thứ nhất là mình bắt đầu mình cho ăn được, mình cho ăn thì cho ăn ít thôi, vừa đủ thôi à, nếu mà cho ăn dư thì nó đôi khi bo bo hoặc là thức ăn nó dư nó làm dơ nước à. Vậy thì đối với bo bo thì mình cho ăn bo bo non ha, còn cái loại bo bo già đó nó hơi to thì cá con mới nở nó không ăn được. Còn nếu mà mình dùng cái Artemia thì mình sẽ ấp 24 giờ ha. Ở đây hôm trước mình có ấp nhưng mà nó không giờ mình không ấp anh, cho nó hết cái Artemia sống. Mình còn ít đông lạnh nè. Mình nhỏ vô thử cho anh em mình xem ha. Cái này nó cũng tương đối thôi. Giờ nó không có bo bo sống à, xin lỗi, nó không có Artemia sống cho nên mình nhỏ đỡ cái này ha, cho anh em mình so sánh cái kích thước của nó nè. Rồi Artemia thì mình ấp Artemia Vĩnh Châu đó, sau khoảng 24 tiếng. Thì thường là khoảng 10 16 18 tiếng là nó nở. Thì cái kích thước của con Artemia khi mới nở đó, nó tương đương với lại cái kích thước của con bo bo non ha. Đây nè, nó đang rớt xuống anh em thấy không? Thế này kích thước nó tương đương nhau ha, cho nên là cái Artemia là mình sử dụng cho con cá bột ăn là rất là tốt. Nhưng mà hàng này nó có một cái nhược điểm là nó tốn kém ha. Bây giờ cái trứng Artemia nó rất là mắc, nghĩa là mình phải tốn công mình ấp. Rồi, thì nó đang rơi xuống đó, những con Artemia đó. Nè, ở dưới cuối nè, nó có một cá con nè. Artemia thì nó hơi dài ha, nó hơi dài. Còn bo bo thì nó có loại tròn, có loại dài. Artemia thì cái độ đồng đều của nó cao, và cái
cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như là cái độ sạch của nó đảm bảo cho con cá của mình cho ăn, mình cảm giác nó tin tưởng hơn. Còn cái bo bo thì nếu mình vớt ngoài tự nhiên á, thì mình phải về mình phải lược, phải rửa sạch lại đó. Còn nếu mà bo bo mà mình nuôi thì cũng ok ha. Và lưu ý là bo bo thì mình sử dụng là bo bo non ha, còn bo bo già thì cái kích thước của nó lớn. Đây là con cá con nó mới nở thì nên mình thấy nó đâu có kích thước của nó đâu có lớn đâu. Này. Còn chuồng cỏ thì mình ít tạo lắm anh em, tại vì cái chuồng cỏ nó dơ ha, môi trường của nó hơi dơ cho nên mình ít làm. Đa số mình tận dụng cái chuồng cỏ tự nhiên khi mà xếp lớp cái hồ ép đó, là mình để luôn rồi mình làm. Thì khi con cá nó mới nở ra thì trong một ngày đầu đó thì nó có thể ăn chuồng cỏ hoặc là bo bo non ha. Đây con cá con này em thấy rõ nè, ở phía góc trên đó, đó. Đây nè. Rồi đó là một số cái loại thức ăn mà mình có thể cho cá bột ăn cũng như là cái thời gian mình cho ăn ha. Rồi, thì cái này là cái kinh nghiệm thực tế mình làm ở chỗ của mình nuôi đó, mình chia sẻ lại với anh em vậy. Hiện nay anh em mà nuôi lâu thì cái chuyện này nó cũng bình thường ha. Có một số anh em mới chơi thì anh em sẽ thắc mắc thôi, thì mình chia sẻ với anh em mới chơi thôi. Chứ còn anh em mà chơi lâu kinh nghiệm nhiều thì mình cũng không dám chia sẻ. Cái này là bầy Ale Blue nè, mình bắt cá cha mình bắt ra ngoài, mình vô tình nó ngậm cá con trong miệng nữa ha, mình không để ý mình bắt ra cái nó nhảy ra nè. Rồi chúc kinh nghiệm của mình ha, chia sẻ với anh em ha, chúc anh em xem clip vui vẻ ha, anh em thấy hay thì có thể chia sẻ để nhiều anh em khác được biết ha. Rồi xin chào anh em.